khao sáng tạo thì ở trong mỗi người đều có một cái gì đó nó mong muốn được sáng tạo, được đóng góp cho một cái đội ngũ để mỗi ngày mỗi cái mình có cái mới đưa cho khách hàng, để mà những cái khát khao sáng tạo đó thì khi mà mình sáng tạo được cái gì mới đưa cho khách hàng thì những cái đấy mình thấy được cái đó là kết quả của mình mỗi ngày chứ không phải là một ngày, hai ngày, ba ngày. Em xin đại diện cho nhóm 5K em xin trình bày về cái đam mê khách hàng. Thì lần đầu tiên cho em xin cảm ơn tới đội của em, đó là đội 5K. Mọi người ơi, 5K! 5K! Vâng, đam mê khách hàng thì theo em, khách hàng chính là nơi mà mang tới giá trị lớn nhất cho Golden Gate. Và chúng ta coi mỗi khách hàng cũng giống như là người thân trong gia đình của chúng ta khi bước vào từng cửa hàng của tất cả cửa hàng chi nhánh ở đây. Thì xem như là gia đình thì chúng ta sẽ chăm sóc, và từ đó cái việc chăm sóc như vậy sẽ mang tới giá trị cực kỳ lớn. Nên việc đam mê khách hàng là một trong những cốt lõi, cốt yếu mà theo em là rất quan trọng. Chúc mừng bạn. Thật sự khi có lòng đam mê, chúng ta sẽ sẵn sàng sống với đam mê đó. Và chính sự đam mê, chính những ngọn lửa đam mê đó sẽ mang tới những kết quả vượt tầm mong đợi. Chúc mừng các thành viên đội cam. Và bây giờ sẽ là đội màu đỏ với thông điệp tiếp theo: phát triển giá trị con người. Một phút bắt đầu. Dạ, xin chào các anh chị ạ. Em đại diện cho nhóm trưởng của nhóm sáng tạo ha. Trước tiên em cũng cảm ơn tất cả thành viên trong nhóm sáng tạo. Thật sự là mọi người hôm nay rất là hết mình về những trò chơi, những thử thách đó. Em rất là cảm thấy là rất cảm kích những các anh chị. Chẳng hạn như cái team của em á, thì có rất là nhiều phòng ban như QA, có chị Thương, có Tính, chị Cỏ, có những cái đó. Nhưng mà vấn đề là mọi người đều rất là cảm kích. Nhưng mà cái điều mà em đang muốn nói đây ha, là cái sáng tạo là giá trị của con người. Thì tất cả mọi người đều thể hiện cái giá trị của mình để đem đến cho tất cả khách hàng, tất cả mọi người trong Golden Gate một điều tốt nhất, mà dựa vào cái